Từng là một thương cảng đầu tiên của cả nước, đến nay Vân Đồn đã trở thành một trong ba đặc khu của cả nước. Từ những bãi chiều in dấu chân của bao thế hệ ngư dân đến những con đường xuyên đảo thẳng tắp vết bánh xe, nay đã là những cánh máy bay in trên bầu trời. Sự thay đổi của Vân Đồn khiến những người gắn bó với vùng đất này phải ngỡ ngàng. Hiện thực hóa giấc mơ đặc khu kinh tế Vân Đồn trở thành hòn ngọc khu vực Đông Bắc của Quảng Ninh là mục tiêu trong tương lai gần. Công trường dự án Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vào dịp Tết Nguyên đán 2017. Anh Huỳnh Văn Hải, quê ở Đồng Nai, đang chỉ huy nhóm công nhân của công ty xây lắp Việt Vương khẩn trương thi công gói thầu xây lắp phần mái nhà ga hàng không. Năm nay, những người công nhân đón Tết ngay trên công trường để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án này trong năm 2018. Tết này thì được về nhà nhưng mà công trình nói chung là tiến độ đang gấp nên cũng cố ở lại làm cho nó xong để mà xa nhà một cái Tết. Dự tính khoảng 70% công nhân sẽ làm việc Tết. Trong quá trình làm việc Tết thì bên công ty chúng tôi cũng sẽ đảm bảo cho anh em cũng có đón một cái Tết công trường và kể cả về tinh thần và vật chất. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có tổng mức đầu tư 7.500 tỷ đồng, hiện đã đạt gần 80% khối lượng đề ra. Dự kiến tháng 6 năm 2018 sẽ tiến hành bay hiệu chỉnh và tháng 9 năm 2018 sẽ hoàn thành đi vào khai thác. Hình hài của sân bay này dần hình thành trong sự ngạc nhiên của nhiều người dân. Trên công trường sân bay, nơi mà trước kia từng là những đầm tôm, những nóc nhà lơ thơ khuất sau bãi sú vẹt, nay đã là một đường băng rộng rãi. Hiện tại thì theo yêu cầu của tổng chỉ dẫn kỹ thuật và thiết kế thì chất lượng của dự án này là đảm bảo yêu cầu kỹ thuật được đề ra. Việc xây dựng cảng hàng không quốc tế Vân Đồn còn có tác động lan tỏa bởi trong năm 2018, các tuyến đường cao tốc Hải Phòng, Hạ Long, Hạ Long Vân Đồn và Vân Đồn Móng Cái cũng sẽ được triển khai thực hiện, đánh thức dậy những tiềm năng sẵn có của Quảng Ninh. Rồi đây, các nhà đầu tư sẽ vào Vân Đồn quan lạn nhiều hơn. Du lịch ngành kinh tế mũi nhọn ấy cũng vì thế mà sẽ có cơ hội nhiều hơn. Kỳ vọng trong một ngày không xa, khách khắp nơi đều đổ về Vân Đồn. Có thể nói rằng cái hạ tầng giao thông chúng tôi sẽ hoàn chỉnh cơ bản về đường bộ, cao tốc, về hàng không quốc tế và cảng biển quốc tế. Như vậy là có thể nói là những tiền đề hết sức quan trọng để giúp cho cái việc mà khi Quốc hội thông qua cái luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, thông qua cái đề án thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn thì là một cái điều kiện để cho các nhà đầu tư lớn đến đầu tư và sẽ giúp cho Vân Đồn có một cái sự cất cánh mới khi có những cơ chế đặc biệt được Quốc hội thông qua. Trong một con số mà tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng khi xây dựng đặc khu Vân Đồn là nâng thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 10 hiện nay vào năm 2030 với hơn 21.000 đô la Mỹ. Có thể đó là câu chuyện còn xa xôi với nhiều người dân nơi đây. Nhưng khát vọng để Vân Đồn lấy lại vị thế thịnh vượng trong quá khứ là một thương cảng Vân Đồn nổi tiếng suốt ba triều đại nhà Lý, Trần và Hậu Lê thì vẫn hiện hữu. Mùa xuân này, Quảng Ninh chờ sự cất cánh ở những đường băng như thế.